Vị trí đầu tiên, ngôi nhà của quỷ. Tim Marozot là một cái tên quá quen thuộc với những ai thích khám phá và tìm hiểu về thế giới tâm linh. Không cần phải tìm đâu xa, ngay tại đây, trên kênh YouTube bạn có dám xem, cũng đã có nhiều người xem rất thích những cuộc khám phá của Tim. Hiểu rõ điều đó, hôm nay kênh sẽ tiếp tục giới thiệu một cuộc khám phá hoàn toàn mới của Tim tại một ngôi làng đang bị bỏ hoang ở nước Nga. Tim nói rằng trong ngôi làng đó có một ngôi nhà được cho là đang có quỷ trú ngụ bên trong. Bởi trước đó, anh ấy đã được nghe về những câu chuyện huyền bí đã xảy ra rất nhiều bên trong ngôi nhà này. Để kiểm chứng và tìm hiểu xem thực hư thế nào, Tim đã một mình tìm đến và bắt đầu thiết lập các camera quan sát khắp trong ngôi nhà. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Tim ngồi đó quan sát thì anh phát hiện ra điều này. Tim nói rằng anh đoán đó có thể là một bóng ma trẻ con. Sau sự kiện đó, Tim đã quyết định qua đêm bên trong ngôi nhà, bởi anh đoán rằng có thể ban ngày những sự kiện siêu nhiên sẽ không hoạt động nhiều như anh mong đợi. Lúc này Tim đã thử cách nói với linh hồn bằng cách chơi trò cầu cơ thì điều kỳ lạ này xảy ra. Ты можешь мне ответить при помощи доски Уиджи? Черт. Пошел на контакт. М. Н. Е. Мне. Н. У. Ж. Н. А. Нужна. Ж. Е. Р. Т. В. А. Жертва. Sau khi Tim đặt câu hỏi, bạn có cần tôi giúp gì không? Thì ngay lập tức con cờ bắt đầu chạy. Khi ráp những chữ cái lại với nhau, thì ta được một câu hoàn chỉnh như thế này. Tim không hiểu linh hồn đang ám chỉ điều gì, nhưng không lâu sau đó, chiếc radio của Tim đã phát ra những âm thanh như thế này. Сказал, что да. Помоги, меня держит демон. Демон просит жертву взамен тебя. Да. Хорошо. Только назови свое имя. У тебя же есть имя. Dường như có một linh hồn đang bị con quỷ kia giam giữ, và linh hồn này đang cần một người thế mạng để thoát khỏi sự giam giữ của con quỷ kia. Nhưng khi Tim tiếp tục hỏi thì đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Đột nhiên tất cả nguồn sáng trong ngôi nhà vụt tắt. Что за фигня?
Thêm nói rằng anh không biết đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do con quỷ đã làm. Ngay lập tức anh đã chuyển sang chế độ quay ban đêm cho tất cả các máy quay của mình, và một trong số chúng đã bắt được những hình ảnh như thế này. Что за музыка? Хватит шутить. Назови мне свое имя. Một cái ghế bị nhấc bổng lên không trung và lao thẳng về phía Thiêm. Vừa định bỏ chạy ra ngoài thì lập tức cánh cửa đóng sầm lại. Nhanh trí, Thiêm đã nhảy qua cửa sổ để thoát thân. Nếu bạn muốn xem video đầy đủ hơn thì bạn có thể tìm đến kênh YouTube Team Murder Shot để xem chi tiết hơn nhé. Vị trí thứ hai, hiện tượng là trong nhà. Một người dùng TikTok có tên là Kitty38 đã nói rằng hiện tại trong ngôi nhà của cô đang sinh sống đã và đang xuất hiện những hiện tượng rất kỳ lạ mà cô không thể giải thích được. Và để chứng minh cho những gì mình nói là hoàn toàn có thật, cô ấy đã ghi lại những sự kiện kỳ lạ đó và chia sẻ chúng lên trang cá nhân TikTok của mình. Và gần đây nhất, Kitty đã có một trải nghiệm đáng sợ như thế này. The cats were acting strange. I don't know if you can see the time, 5:34. This is what I woke up to. My packages of sweetener. Coffee's just like right on the edge of the thing. It's very strange. Like, look at my sweetener. It's all... I just heard something in the living room and I don't know what it was. Khi đó tầm khoảng 3-4 giờ sáng, Kitty đã bị đánh thức bởi những tiếng động lớn phát ra ở đâu đó bên trong ngôi nhà. Và khi cô đi kiểm tra thì cô phát hiện ra cánh cửa tủ bếp đã bị mở ra từ bao giờ. Điều kỳ lạ là những món đồ bên trong ngăn tủ đã bị lòi ra và rơi xuống một cách bí ẩn. Đang hoang mang thì bất ngờ cái vòi nước tự động xả nước ra. Kitty còn nói, những sự kiện đáng sợ như thế này xảy ra là thường. Và nếu như những hiện tượng kỳ lạ như thế này còn diễn ra trong tương lai, thì cô sẽ dọn đi nơi khác để có thể tránh xa ngôi nhà đáng sợ này. No. Oh my God, look at my cats. Vị trí thứ ba, bóng trắng bên đường. Đoạn phim đáng sợ này được chia sẻ bởi một kênh YouTube có tên là Satya Productions. Đây là một đoạn phim được lấy từ một camera an ninh trên một đoạn đường ở Bangalore, Ấn Độ. Nó đã ghi lại một hình ảnh kỳ lạ như thế này.
Cho dù thứ này có là gì đi nữa thì chắc chắn nó cũng không phải là một con người hay là một vật thể nào đó, bởi nó không hề có bóng khi di chuyển dưới ánh đèn đường. Và điều kỳ lạ nhất là những chiếc xe đang lưu thông trên đường đã chạy xuyên qua nó theo đúng nghĩa đen. Một điều nữa là dường như không một ai trên đoạn đường đó nhận ra thứ đáng sợ này. Nó di chuyển được một lúc thì từ từ tan biến vào không khí. Vậy đó có thể là gì? Mình đoán là trong số các bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi đúng không nào? Vậy hãy đặt nó dưới phần bình luận nhé. Video bonus. Và đó là toàn bộ video hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy thích hoặc muốn theo dõi những video mới nhất từ kênh thì bạn hãy subscribe hoặc là đăng ký kênh nhé. Và nhớ là bấm vào cái chuông nữa để khi có clip mới nó sẽ báo cho bạn biết nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Xin thân ái kính chào tất cả các bạn. Video được thực hiện bởi bạn của Dám Xem.